Ở đây có một cây mai dáng siêu siêu nữa quý vị. Cây này lùng, lực, thân lắc nè quý vị. Nhí quay vòng cho anh em coi nhé. Nhẹ nhẹ thôi. Quay nhẹ nhẹ vòng nữa. Rồi để thoa vô cái đế nó kỹ nè. Quay để nhìn, quay có hết cái đế luôn nhé. Để chịu có luôn nè. Để cầu để chịu có hết. Quay luôn. Một đế này dữ ha. Đế rất là đẹp. Đế đều luôn. Ngoài đế chắc bự ra. Có ngoài đế đó. Có đuôi nè. Thân lắc cũng đẹp. Bây giờ đo hoành nó đi nhé. Cổ mình là 29 quý vị. Đâu, không thấy đâu. Đây, 29. 29, rồi đó hết cái nồi đế luôn rồi. Đó nồi đế, đừng đo cái bộ đất. Đó, qua gì rồi. Đấy rồi, là cái thước rồi. Nồi đế 85. Nồi đế 85 không quý vị? Tám mươi lăm chiều cao nó 68 cao 68 quý vị, rồi cao 68 rồi báo giá luôn. Cái này giao lưu giá 3 triệu. Cái này giá 3 triệu quý vị. Rồi quý anh chị nào xem được clip này muốn giao lưu cây mai này thì liên hệ với qua kiểm Phúc Vinh đó quý anh chị. Điện thoại là 0939 505 42.